Giá heo hơi hôm nay tăng lên ở khắp các địa phương mở đầu cho tháng Chạp, tháng Giáp Tết Nguyên đán tràn đầy hy vọng. Theo thống kê mới nhất từ các địa phương thì hôm nay cả nước có 8 địa phương có giá heo hơi bán ra đạt 53.000 đồng 1 kg. Cá biệt có một số huyện ở Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, người chăn nuôi cho biết đã bán được heo hơi với giá 55.000 đồng 1 kg. Theo số liệu mới nhất từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến cuối tháng 12 năm 2023, tổng đàn heo cả nước đạt 30,3 triệu con, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Về phân bố thì chúng ta đều biết rồi, thì đàn lợn chúng ta phân bố chủ yếu ở hai cái vùng lớn, đó là miền núi Trung Du phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Sau đó mới đến như thế là các cái tỉnh như thế Đông Nam Bộ, và thấp nhất vẫn là các tỉnh Tây Nguyên. Ví dụ tôi nói là chúng ta đàn lợn của chúng ta vẫn có lúc cao là đứng thứ 5 thế giới. Còn bình thường lúc nào chúng ta cũng đứng từ 7, từ 6 đến 7 thế giới về đầu con và sản lượng. Như vậy chúng ta thuộc top 10 của những nước là cường quốc chăn nuôi lợn đấy. Vấn đề cao hay thấp ở đây chúng ta phải đánh giá trên vấn đề cung cầu là một, nhưng còn đánh giá cả trên vấn đề về chi phí sản xuất. Đó, cái chi phí sản xuất đến ngày hôm nay nó rất là cao. Như Marvin chúng tôi đánh giá thì cái chi phí sản xuất ngày hôm nay nó sẽ phải cao hơn 10 giá so với chi phí bình thường bởi vì quá trình về dịch bệnh. Tôi không biết các đơn vị bạn như thế nào, và chắc chắn kể cả đối với người chăn nuôi bình thường thì cái chi phí sản xuất ngày hôm nay đã cao hơn. Nhưng mà đến bây giờ đấy, thực sự mà giữ được cái đàn lợn để đến bây giờ đấy thì cả một cái vấn đề chi phí rất là cao. Sau cái đợt dịch tả châu Phi đấy, để làm sao giữ được con lợn đến thời điểm này thì chi phí rất là nhiều. Thì người chăn nuôi đấy buộc là phải nâng sức đề kháng của con lợn lên này, và giải độc và cái tiêu diệt khử trùng về cái sinh học đấy thì nó quá tốn. Từ thuốc thú y, từ đảm bảo cho sinh học an toàn dịch bệnh, từ kể cả nhỏ nhất, từ công cụ của trang thiết bị chăn nuôi này nó cũng lên. Thế thì lên thì là con lợn phải chịu, nhưng khi con lợn chịu rồi thì đầu ra là không có. Đầu ra không có thì lỗi lo của người chăn nuôi là đầu ra không có thì giá cả nó thấp. Xuống bây giờ là như giá lợn này có 54, với giá nguyên liệu thức ăn này, giá của mùa dịch như thế này để phòng chống vào con lợn là lỗ. Bây giờ chúng em để mà mua những con lợn này là đi rất là xa. Đấy mà đi xa lắm mới mua được mấy con lợn này, giá cả bây giờ dân bây giờ vào dân bây giờ. Và nó quan trọng cái giá, bây giờ anh bảo cái giá đó, nó cái giá cả thì người dân ta mới nuôi. Đấy, bây giờ giá cả nó thấp quá thì người dân hãi không dám nuôi. Rất nhiều người dân cho biết việc heo hơi tăng giá ngay từ đầu tháng Chạp hứa hẹn cho một tháng giáp Tết Nguyên đán rực rỡ bội thu với các hộ chăn nuôi heo. Bà con hy vọng trong tháng Chạp này, giá bán heo hơi trong nước sẽ đạt từ 55 đến 60.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá vừa phải mà cả người chăn nuôi và người tiêu dùng đều chấp nhận được. Tuy nhiên cần phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ các khâu trung gian, đặc biệt là cánh thương lái buôn bán lẻ có thể sẽ tát nước theo mưa. Họ dựa vào dịp Tết để tăng giá bán lẻ thịt lợn đến tay người tiêu dùng. Qua đó chỉ có người dân nghèo là chịu thiệt nhất. Đấy thì cũng mong là chính phủ can thiệp và cho bà con nông dân thì được đỡ bớt cái phần thua lỗ thôi. Chứ còn nếu nói giờ bán với giá 50 thì bà con nông dân mới gọi là có tí lãi thôi. Chứ còn có tí lãi thì còn chưa thể lãi nhiều được. Đấy thì là mong chính phủ là can thiệp cho bà con nông dân cái giá cả để cho bà con nông dân nó đỡ lỗ nhiều quá. Cho dù thường xuyên kêu khó khăn, thế nhưng nuôi heo vẫn là nghề kiếm ra nhiều tiền nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì điều này mà đã có rất nhiều doanh nghiệp đổ tiền vào đầu tư nuôi lợn và xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đến nay, những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành nông nghiệp Việt Nam đều kiếm tiền từ nghề nuôi heo. Và điển hình là công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong ngành nông nghiệp Việt Nam, thì hơn 70% doanh thu và lợi nhuận của họ đến từ nghề nuôi heo. Thế còn đây là cơ ngơi rộng lớn cực kỳ hoành tráng của một nông dân mà ông ấy chỉ làm một nghề duy nhất, đó là nuôi lợn. Tất cả nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi và xe hơi sang trọng theo chia sẻ của chủ nhà thì đều từ nuôi lợn mà có. Và người chủ cơ ngơi hoành tráng này chính là ông Đỗ Văn Trưởng, chủ trang trại chăn nuôi rừng đồng bằng nổi tiếng ở Thái Bình. Ông Trưởng cho biết nuôi heo là nghề dễ làm giàu nhưng cực kỳ vất vả và rủi ro. Hiện nay và trong những năm tới, nghề nuôi heo sẽ thay đổi rất nhiều, trong đó trước yêu cầu của hội nhập buộc người chăn nuôi phải đổi mới. Quy mô thì tôi khẳng định rằng một vài năm tới, quy mô nhỏ lẻ gần như không còn. Và nó quy tụ lại thành những cái hợp tác xã hay là những cái chủ trang trại lớn. Từ lợn thịt thì từ thấp nhất phải 200 con trở lên, mới có thể là tồn tại. Còn nếu một vài ba chục con thì tôi nghĩ tới đây sẽ không còn duy trì được nữa. Vì khi thị trường đã được hội nhập,
thì như vậy là cái lãi suất con lợn nó không còn cao như bây giờ nữa. Thì mà với nuôi một vài chục con lợn trong vòng 4-5 tháng thì đi làm công nhân tiền nó có thể là nó nhiều hơn, lương nhiều hơn là khi mình chăn nuôi con lợn. Nên là tư duy mình phải đổi mới, và thứ hai quy mô cũng phải đổi mới. Nhiều tổ chức kinh tế trên thế giới ước tính ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam có giá trị vào khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong 20 năm tới, nghề nuôi heo tại Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong đó, thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân là tiềm năng khổng lồ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn đầu tư. Ví dụ tôi nói là chúng ta, đàn lợn của chúng ta vẫn có lúc cao là đứng thứ 5 thế giới. Còn bình thường lúc nào chúng ta cũng đứng từ 6 đến 7 thế giới về đầu con và sản lượng. Như vậy chúng ta thuộc top 10 của những nước là cường quốc cho nuôi lợn đấy. Và chúng tôi xác định rằng đến năm 2030 chúng ta có khoảng 107 đến 110 triệu người Việt Nam. Và lúc đó chúng ta có tới gần 50 triệu khách du lịch. Thì chúng ta chưa nghĩ đến chuyện xuất khẩu. Chúng ta đủ cái sản phẩm chăn nuôi cho khoảng 150 triệu người sử dụng đấy. Thì tôi cho được bằng biết bao nhiêu quốc gia Đông Âu thu lại rồi. Thì chính là như vậy, nó sẽ làm cho chúng ta hội nhập và phát triển. Chứ chúng ta cũng không nghĩ là chúng ta có thể là chỉ nghĩ đến vấn đề xuất khẩu đâu. Mà ta thay thế nhập khẩu đã là tốt rồi. Đấy 100 triệu người mà không phải nhập khẩu về ăn nữa, nhưng 100 triệu người là lắm chứ. Các nước châu Âu thì nhiều khi chỉ có 10 triệu người một nước thôi. Chúng ta 100 triệu người là nước nhỏ nhưng mà dân số lớn. Đứng từ 13 đến 15 thế giới thì chúng ta không phải là một tiêu chuẩn nào. Mà chúng ta lại là một cái dân tộc này, ăn nhiều cái sản phẩm chăn nuôi. Mặc dù trong nhiều tháng qua bà con chăn nuôi heo cho biết giá bán heo hơi duy trì quanh mốc 50.000 đồng 1kg là quá thấp. Tuy nhiên với hàng chục triệu người tiêu dùng, đặc biệt là các gia đình công nhân lao động, người dân miền núi khó khăn thì thịt heo bán ra vẫn là quá cao so với thu nhập của họ. Thì chính phủ phải can thiệp vào tất cả các cái siêu thị. Đấy, trước tiên là cái siêu thị bán rất đắt, sau đến chợ, ở chợ có một quản lý đâu. Thì đấy, đi đến người dân ăn là rất là đắt, đi đến cái người trực tiếp ăn là đắt, còn những người bán ra thì rất rẻ. Còn những người trực tiếp mà ăn vào thì rất là đắt. Mà trong siêu thị bán tiền gần 200, 160, 170 một cân thịt ba dọi mình. Thì đấy thì giá nó đắt quá. Thậm chí người dân chúng tôi ra chợ mua ở đây cũng toàn trên 100.000 cân móc hết mà. Đấy thì bây giờ như tôi nói như thế thì các ông phải làm nào các siêu thị hạ được giá thành đi, để cho bà con nông dân người ta được ăn cái giá thịt lợn là đúng với cái giá của thị trường. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 chắc chắn sẽ tiếp tục là cái Tết no đủ và không lo thiếu thực phẩm, đặc biệt là thịt heo, thịt gà và các loại nông sản khác. Thậm chí ngay từ lúc này, với giá bán heo hơi chỉ quanh mốc 50.000 đồng 1kg thì đã có nhiều gia đình tính bài chung nhau mua lợn về đánh đụng ăn Tết. Cụ thể 3 đến 4 nhà chung tiền bỏ ra khoảng 6 triệu đồng mua một con heo nặng hơn 1 tạ về làm thịt thì vô cùng thoải mái và vui vẻ. Thế này báo cáo với các chú là nó xuất phát từ cái chỗ mà cái thực phẩm nó rẻ. Thế cho nên là nhiều nhà nuôi ra thế thôi, nhưng mà cũng cứ rẻ là bắt đầu là cứ chung nhau vài hộ là một con lợn mổ ăn Tết Nguyên Đán. Thế mà rồi, nhất trí. Có được không để nhất trí ông bảo người đi. Nhất trí. Thế này này anh em mình thống nhất nhá. Cùng nhau nhá. Rồi. Ăn đụng. Gọi là thôi chứ cứ giúp nhau. Ông rủ thêm vài người, tôi rủ thêm vài người. Để gọi thôi. Nhất trí. Yeah. Được, rủ được. Mỗi người hơn triệu là thịt được. Thì là quyết tâm thịt nhá. Nhìn ở góc độ vĩ mô và qua con mắt khách quan từ quốc tế đánh giá thì Việt Nam, đất nước đông dân thứ 15 thế giới với hơn 100 triệu người đang có an sinh xã hội rất tốt. Trong đó người dân ai ai cũng có cuộc sống no đủ với nguồn lương thực thực phẩm vô cùng dồi dào, giá cả rất thấp. Đây thực sự là một thành công tuyệt vời. Tính trong năm 2023, Việt Nam có tổng đàn heo hơn 30 triệu con, tính ra cứ hơn 3 người dân có một con heo. Trung bình một người Việt Nam có gần 500kg thóc, 300kg rau củ quả, 190 quả trứng, 50kg thịt, 56 con gia cầm, chưa kể thủy sản và sữa. Đặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, đói nghèo tăng cao do xung đột vũ trang, dịch bệnh phức tạp thì thành tựu mà Việt Nam đạt được thực sự là một kỳ tích. Ngay lúc này trên thế giới, tất cả mọi loại hàng hóa thiết yếu đều tăng giá, thậm chí có nhiều nơi còn khan hiếm lương thực thì tại Việt Nam. 100 triệu dân được sử dụng nguồn lương thực thực phẩm vô cùng dồi dào với giá rất rẻ. Bây giờ nói đến nông dân Việt Nam thì gần như 100% bà con đều cho rằng giá bán nông sản, trong đó có giá bán heo, gà, trâu, bò, cá, trứng rất thấp. Điều này có thể với người nông dân trực tiếp làm ra sản phẩm chưa thật bằng lòng vì mức lợi nhuận của họ thu được chưa cao như mong muốn. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì có hàng chục triệu người tiêu dùng,
trong đó đại đa phần là công nhân và người lao động. Học sinh sinh viên lại thấy vừa lòng vì giá thực phẩm ở mức hài hòa, không quá cao. Đảng và nhà nước ta luôn hướng đến một xã hội phát triển đồng đều, một quốc gia văn minh thịnh vượng mà ở đó không có ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó nông nghiệp luôn là một bệ đỡ vững chắc cho đất nước trong mọi hoàn cảnh. Đã từ nhiều năm nay nói về nông nghiệp Việt Nam là nói đến được mùa và dư thừa. Rất nhiều người dân đã chia sẻ thực lòng rằng, nói gì thì nói nhìn nông sản làm ra dồi dào đầy ắp cũng thấy sung sướng. Bà con cho biết nếu nông nghiệp thường xuyên được mùa được giá thì chắc nông dân Việt Nam sẽ rất giàu có. Về điều này thì những người lớn tuổi đã trải qua khó khăn sẽ thấm thía hơn cả. Nó là cái bí quyết là tất nhiên là phải tiếp thu cái khoa học. Đầu tiên là phải khoa học đưa vào. Không có cái khoa học đưa vào, không có cái cải tiến làm ăn. Cứ theo lối cũ của ngày xưa thì dân đói, vẫn thiếu. Thậm chí bây giờ dân nói là các anh thông cảm là bây giờ dân khoai lang không nhìn gì đấy. Nói chung là phải kể củ, cả củ khoai tây, sản phẩm làm ra nhưng mà không dùng, chỉ có bán nơi khác. Nơi khác người ta không có điều kiện người ta làm cái sản phẩm đó người ta mới dùng. Chứ còn như chúng tôi đây là nhà nhà làm những cái chuyện đó thì bây giờ là mời ông, mời củ khoai nọ, củ khoai kia, không ai ăn. Nói thật như vậy, mà nói như bảo là cái của ngọc thực là khinh bỉ, nhưng mà thực ra mà phân loại ra thì chỉ có hộp ngoài ra cái lúa gạo thôi. Còn mà lúa gạo bây giờ thấy chọn là cái lúa gạo ngon cơ. Chứ cái lúa gạo mà vua Việt Gian bây giờ là không ai ăn đâu, là cho chim cho gà ăn thôi. Đấy đúng là thực như vậy đây nhá. Trên đời sống bây giờ nó khác rồi. Mà từ cho nó là xuất phát là phải tiếp thu được khoa học. Luôn luôn cải tiến. Thì vì đổi mới, vì làm ăn, vì nâng sản xuất. Cũng cái đồng ruộng này nhưng mà ngày xưa thì một sào chỉ 4-50 cân. Nhưng mà của người ta bây giờ là 2 tạ, trên 2 tạ. Đấy mà cũng chỉ có gieo vãi thế này. Phất phơ thế này có vậy mà đến nữa thu hoạch lắm, luôn lắm.